down shit. Hello anh em, hiện tại anh em mình đang có mặt úi rồi để quay cảnh cuối anh em ạ. Cái cảnh cuối. Đây là đội ngũ nhà mình. Đúng không anh em? Đã chuẩn bị đi quay cảnh cuối. Phim này ra mắt nó sẽ là rất là hay anh em nhé. Mình nghĩ là nó sẽ hay hơn đường cùng 1 và đường cùng 2. Vì lần này nó chu khác rồi anh em ạ. Đây là vũ khí chiến đấu này anh em. Bằng nhựa thôi anh em ạ, không phải bằng sắt đâu, nhựa thôi. Chỗ này là rơi vào tầm độ 30 mạng anh em ạ, 30 mạng. Và độ hai bên nữa 30 mạng anh em ạ. Đánh nhau đảm bảo nó sẽ đi vào lòng người luôn anh em nhé. Mình tin rằng là phim này nó sẽ chiếm rất nhiều lòng khán giả anh em ạ. Sợi. Anh Đạt ơi. Với khí chất là một cựu diễn viên trong làng giải trí, anh có ý kiến gì không? Đấy mọi người nhá, anh em mình sẽ chém thật, đánh thật. Nên là cho mọi người có những hình ảnh thật là rõ nét và hay nhất. À đấy à, cũng là phát ngôn của người có tên tuổi trong làng giải trí anh em ạ. Anh mình sẽ oánh thật, chém thật nhá. Để cho phim nó thật anh em ạ. Nó sẽ không mang tính chất là diễn nữa. Chém thật và đánh thật. Đâu anh thử chém thật em đi. Xem như nào anh. Dụng cụ là bằng nhựa anh em nhá, không phải là bằng sắt đâu, bằng nhựa. Bằng nhựa hết anh em ạ, nên là bảo đảm an toàn, chém thoải mái. Đâu rồi anh em? Sợ. Chào anh. Với cương vị là một người nổi tiếng trong làng streamer, anh có cao kiến gì không? Anh thấy bộ phim này như nào? Phim anh em ạ. Phim này ok lắm. Anh em đừng đón chờ nhé. Anh em thấy ăn mặc thôi. Như sếp nhỉ? Là một diễn viên phố núi, anh cho em biệt danh của anh là gì? Chào mọi người nhá, mình là Khải Béo TV. Anh biết được anh đóng vai gì trong phim này chưa? Anh đóng một xã hội đen anh em ạ. Xã hội đen. Xã hội đen. Xã hội đen nhưng mà phải đóng xã hội đen. Da anh đen nhưng lòng anh trắng. Ví dạ lắng nên da anh đen. Đúng rồi, chuẩn luôn. Đúng là con trai của ta. Sợ. Không quay phim có quả áo buồn cười quá anh em ạ. Kia là Vũ Idol anh em nhé. Vũ Idol. Ăn mặc như công tử. What? Giỏi đấy nha. Mình đây, mình đây, bị lú thật. Mình đau mic à. Vũ cũng cay hiểu chưa? Vũ cũng phải cay vào. Tí ai cứ cho nó vênh tí nó bị đâm chết mà. Hello cho tất cả anh em nhé. Hiện tại mình đang quay cảnh cuối của bộ phim mình sắp ra mắt. Là như mình đã thấy quay mấy hôm trước rồi, thì hôm nay là quay cảnh cuối cùng anh em ạ. Anh em xem đội địch của mình thì nhìn trông khủng khiếp không? Vỗ tay, vỗ tay. Đây là vỗ tay. Chúng ta phải ngó, đây là các diễn viên ngó. Khéo, đéo và đéo. Hiện tại bây giờ là mình 8 giờ hơn. Bây giờ 8 giờ hơn thì là chắc cảnh này nó phải quay đến tầm độ sáng anh em ạ, quay đến sáng. Thế là mình đầu tư hết tất cả nguồn lực vào phim này. Thì mong rằng anh em sẽ ủng hộ hết mình anh em ạ. Cao. Làm ngay. Bắt đầu ạ.
1, 2, 3, bắt đầu. Đây là diễn viên phản diện trong vai phản bội anh em ạ. Chạy án ở đó nó phản bội mình lú thật. Anh nhúng chàm rồi anh ạ. Ông đạo diễn này ác thật anh em, ác thật. Bây giờ anh chưa mà đã có máu rồi. Bây giờ đứng bên kia phụ bảo. Quay kiểu hơi dư 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 dư. Có thể xác không? Có xác không? Bên này mình có xác không? Lửa rồi, lửa rồi. À, xa rồi. Xa là một người á. Thế thì có cảnh sát. Đấy. Đây là bàn bàn bàn. Đấy, anh quay kiểu hơi dung 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 dung. Ok. Một, hai, ba, bắt đầu. Barbie, let's go party. No, God, please, no. Come on, Barbie, let's go party. No, no, no. Come on, Barbie, let's go party. No, God, please, no. Come on, Barbie, let's go party. No, no. Come on, Barbie, let's go party. No, God, please, no. Sáng hôm bây giờ mấy giờ rồi chồng? Mấy giờ? Muộn rồi anh em ạ, sáng rồi. Sáng rồi anh em ạ. Làm kiểu gì á? Không phải phẫu thuật mà làm gì mà cả hai thằng bị thương. Xong cũng vượt dậy dần, vượt dậy như thế đó hay hơn nhiều. Mẹ không đi á, nói chung mình không có võ. Mẹ mẹ đang đi tiếp. Sao có một cái xác cầm chân mày? À không phải xác mà có một thằng bị thương. Mày phát ra 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 mày phát Sĩ ơi, chị Sĩ ơi. Chết nhiều lắm. Bộ phim này là bộ phim bất tử. Mà cần biết là bất tử hay hơn. Chết đi sống lại. Giờ nhiều hơn. Chết chết quá rồi. Chết đi lại. Tiếp tục. Nhiều thế. Tấm đi lại. Trong chi đó mà. Cầm giống. Cầm giống. Sắp phải rồi. Cái máu vàng này là ông ấy xin rồi. Tuấn là đứa xấu ấy mọi người. Hả? Trong phim chồng là người tốt. Tốt. Đúng rồi. Em ơi, mấy anh em thử lặm hết góc 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 này cho tớ. Có hai người vừa đánh nhau. Đi người buông người lặm ở đằng kia rồi. Đứa nào bẩn hết con áo mà. Lặm hết rồi. Em là đứa mình. Anh em cố tí nhá. Có một người nào bị đâm ở đằng góc bên kia kìa. Bây giờ cảnh cảnh quý không? Anh cứ hỏi đi.
nhiều không Thành? Quán hai lại quán hai lại quán hai số bảy hết quay quay anh em mong anh em ủng hộ nhiệt tình chia sẻ nhiệt tình ạ ủng hộ bạn Tuấn ạ ủng hộ thật mạnh ạ anytime về biết bấm chưa mình vừa giết ở ngoài xong anh ạ đấy No God please no. No! Mở ra anh em ạ, mở ra. Anh em chỉ xem mình múa quạt chứ chưa xem mình múa dao đúng không? Bạn múa dao đi các bạn. Múa dao chúng ta không có người, đông người này chẳng may chết người chết đấy. Ê, 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 ê. Đây, tôi bạn xuống kia nhá. Được rồi, em hướng dẫn đi. Cầm nào hướng dẫn, cầm nào đi. Hướng dẫn đi, đã quay đâu hướng dẫn không ạ? Đấy, đêm rồi anh em ạ. Quay ở nhau buổi đêm là hơi vất. Xem ơi. Trong phim chồng là người xấu đúng không? Ừ. Trong phim chồng là người xấu. Mình là người tốt anh em nhá. Chồng là người xấu. Mình là người tốt. Người tốt gì cầm dao này. Thực thi công lý anh em ạ. Ông phải đặt cùng với ông.